Ừ, đây, ra xem ao đi. Đấy. Nhiều cá lắm, yêu ra mà xem. Ừ. Đây, xin mời mọi người vào tham quan không gian nhà này ở quê. Đây, ông ngoại sau khi là không còn ở Hà Nội về quê sinh sống, quê gốc ngày xưa là dưới Hà Nam. Này thì các con cháu về đây là tập trung ở cái khu vực này thăm. Ông bà. Ừ. Là mình tưởng. Đây thăm bà ba này, bà ba vợ ông ngoại này, bà ba này. Đây, bà ốm nên là mọi người về trên thủ về thăm tí. Đây, nhà đây này, cho nét quê. Đây là các cái thùng ngày xưa đựng thóc, thóc đựng lúa. Em bé bây giờ ăn đấy à, ăn mì tôm mà con. Bếp này ngói với lợp theo kiểu ngày xưa đấy nhá mọi người nhá. Đây vẫn đang còn nhà cũ ngày xưa này. Bé này bé cũ này, ngày nhỏ mình ra đây ở chơi gì. Mấy chục năm. Quay nhanh thế cho mọi người cùng xem tí. Ngày là ngày 31 tháng 7 năm 2022 nhé mọi người nha. Tức là ngày mùng 3 tháng 7 âm. Để mọi người về thăm bà. Đây là mợ này, với con dâu này, của mợ, con gái, cậu mợ. Đây, con nhà tôi, thằng cu đằng sau, anh cu đằng sau. Đây, vợ tôi. Đây, con nhà dì. Đây mấy đứa nhỏ này. Đấy gì con bà ba gọi là gì. Đây xung quanh nhà hàng xóm đây là vẫn nét ngày xưa. Thì họ cũng là để nơi tập trung đi lại thôi. Chỗ đây cũng là tập trung đi lại để đi đi về về để thờ cúng. Mình tắt clip nhé để xin phép đi thắp hương cho các cụ ấy.